Su-22 gặp sự cố khi huấn luyện bay ở Yên Bái. Khoảng 14 giờ 29 phút ngày 23 tháng 4, phi công, Trung tá Phan Thanh Hải, Trung đoàn 921, Sư đoàn Không quân 371 bay huấn luyện với chiến đấu cơ Su-22M4, số hiệu 5858, lúc hạ cánh tại đường băng trên địa bàn huyện Trấn Yên, Yên Bái. Phi công báo càng không ra và xin phép đơn vị xuống thấp để thả càng khẩn cấp, sau đó càng khẩn cấp ra tốt. Trung tá Phan Thanh Hải hạ cánh, cho máy bay tiếp đất chạy xà đà. Lúc này, phi công thả dù hãm đà theo quy định nhưng do tốc độ hơi lớn, dù hãm đà bị đứt, máy bay vượt ra ngoài bãi hãm cuối đường băng. Phi công nhảy dù an toàn, máy bay hỏng hóc nhẹ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái thông tin thêm, sự cố khiến một chiến sĩ làm nhiệm vụ hướng dẫn dưới mặt đất bị thương. Máy bay va vào tường rào của đơn vị. Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân đã chỉ đạo hội đồng điều tra tai nạn làm rõ nguyên nhân. Theo Trung tướng Phạm Tuân, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân chủng Không quân, trường hợp bất an toàn bay diễn ra khi phi cơ đã hạ cánh. Hệ thống nhảy dù ở các máy bay chiến đấu được nâng cấp hiện nay hoàn toàn có khả năng cứu phi công. Ông Phạm Tuân nói, về nguyên lý, Su-22 còn tốc độ, đang chạy thì phi công có thể nhảy dù. Kể cả với MiG-21 cũng có thể nhảy dù nếu máy bay chạy với tốc độ 150 km/h trở lên. Thậm chí nhiều loại máy bay hiện đại cho phép phi công nhảy dù khi máy bay đứng tại chỗ. Chúng ta cùng tìm hiểu hệ thống ghế phóng dù thoát hiểm cho phi công trên máy bay chiến đấu. Các máy bay chiến đấu Su-22, Su-27, Su-30 của Không quân Nhân dân Việt Nam hiện nay chủ yếu sử dụng ghế phóng dù K-36. Ghế phóng dù là một hệ thống được thiết kế để cứu phi công trong tình huống khẩn cấp, máy bay gặp sự cố kỹ thuật hay bị đối phương bắn hạ trong chiến tranh. Hầu hết các mẫu thiết kế trong lịch sử, ghế ngồi của phi công được phóng ra khỏi máy bay nhờ động cơ rocket. Dù ghế phóng dù nhiều khi gây chấn thương cột sống cho phi công khi mà họ sẽ phải chịu gia tốc rất lớn 12-14 g. Tuy nhiên, nhìn chung thì ghế phóng dù đã cứu thoát được khá lớn sinh mạng các phi công trên khắp thế giới. Nếu tính riêng mẫu ghế phóng Martin Baker được sản xuất ở Anh Quốc từ năm 1946, tính tới tháng 5 năm 2006, loại ghế này đã cứu thoát 7.152 phi công. Hiện nay, trên các máy bay chiến đấu của Không quân Nhân dân Việt Nam đều được trang bị ghế phóng dù cho phi công. Ngay từ thế hệ tiêm kích MiG-21 đã rất cũ, phi công cũng có ghế phóng dù KM-1. Còn trên các thế hệ chiến đấu mới hơn như cường kích Su-22M4, tiêm kích đa năng Su-27, Su-30 đều được trang bị ghế phóng khẩn cấp NPP Svetda K-36. Ghế phóng K-36 là phương tiện thoát hiểm khẩn cấp cho các phi công máy bay chiến đấu, có thể hoạt động trên một dải tốc độ và độ cao bay khá rộng và có thể được sử dụng kết hợp với các thiết bị bảo vệ, chẳng hạn như các bộ quần áo bay kháng áp. Cấu tạo ghế bao gồm cơ cấu phóng tên lửa, hộp số, hệ thống bảo vệ vùng đầu phi công với một mái vòm che sẽ bung ra từ phần gối tựa đầu, cùng những hệ thống khác để bảo đảm an toàn cho phi công. Tổng trọng lượng ghế phóng là dưới 103 kg, bao gồm cả các hệ thống dù, bộ phận bảo đảm sự sống, hệ thống oxy khẩn cấp và pháo hiệu. Các ghế phóng K-36 bảo đảm phi công thoát hiểm an toàn trong dải vận tốc từ 0 đến 1.300 đến 1.400 km/h, tùy theo loại thiết bị bảo hộ, độ cao từ 0 đến 20.000m. Với những tính năng hiện đại, hệ thống phóng ghế dù cho phi công chiến đấu không ngừng được cải tiến trên thế giới sao cho phù hợp với nhu cầu huấn luyện đào tạo phi công chiến đấu. Ghế dù K-36 vẫn được cho là hệ thống phóng ghế hiện đại bậc nhất hiện nay mà các máy bay chiến đấu của Không quân Nhân Việt Nam đang dùng. Điều đó lý giải việc phi công ở Yên Bái nhảy dù an toàn khi máy bay đang hạ cánh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký để nhận được các bản tin tiếp theo của chúng tôi.